Podcast ngày hôm nay sẽ là nghiên cứu về hạt vi nhựa có trong cả nước mưa chứ không chỉ là nằm dưới lòng biển nữa. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện ra ở vùng núi Pyrenees không có người sinh sống ở miền nam của nước Pháp. Những trận mưa đã đem các hạt vi nhựa từ biển khơi tích tụ trên những đám mây và rơi xuống vùng đất này. Đó chính là hậu quả trực tiếp của việc con người lạm dụng việc sử dụng đồ nhựa trong cuộc sống hàng ngày và thải chúng ra ngoài môi trường. Họ đã phát hiện ra cứ mỗi ngày 1 mét vuông ở vùng Pyrenees đo được 365 phân tử vi nhựa được nước mưa thải xuống. Sở dĩ nói hạt vi nhựa được quá trình tuần hoàn tự nhiên của nước trong không khí bốc hơi từ biển trở thành mây và tạo mưa đem tới vùng Pyrenees là vì trong vòng bán kính 100 km, các nhà khoa học không hề tìm thấy nguồn chất thải nhựa đáng chú ý nào có thể tìm đường đến vùng núi cao 3.000 mét so với mực nước biển này. Trong đó mới chỉ có 2 nghiên cứu về hạt vi nhựa bay lơ lửng trong không khí, và chúng đều được thực hiện tại các thành phố lớn, và kết quả đều có tính tương đồng khi tại đây lượng rác thải con người tạo ra rất khác so với việc tìm thấy hạt nhựa ở vùng núi hẻo lánh ở Pháp. Bây giờ có lẽ đã kết luận được hạt nhựa có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu bạn ra ngoài đường với một chiếc đèn UV, đặt bước sóng cho đèn ở mức là 400 nanomet, khi soi đèn, bạn có thể thấy tất cả những hạt nhựa và bụi có trong không khí, ngay cả ở trong nhà của chúng ta còn có thể dày đặc hơn. Danny Ellen, một nhà nghiên cứu tại Ecolab thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Công nghệ Cuộc sống tại Toulouse, Pháp, và những người đồng nghiệp của cô đã thu thập mẫu hạt vi nhựa trong 5 tháng trời trên một trạm khí tượng có độ cao là 1.400 m so với mực nước biển, sử dụng hệ thống lưu trữ hạt nhựa trong không khí giống như một cái phễu. Sau đó, họ bắt đầu đếm và phân loại những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 300 micron, 0,3 nanomet. Hơn một nửa trong số đó, theo các nhà khoa học, có kích thước nhỏ hơn 25 micron, nghĩa là bằng một nửa đường kính của sợi tóc người. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu tìm hiểu hướng gió để tìm ra nguồn gốc của những hạt nhựa trên dải Pyrenees. Trong vòng bán kính 100 km, chỉ có những hộ làm nông đơn lẻ, không hề có những khu công nghiệp lớn. Các nhà khoa học trong nhiều năm qua đã cảnh báo về việc con người đang tạo ra một hành tinh nhựa. Năm 2015, con người thải ra môi trường 420 triệu tấn rác thải nhựa. Con số này trong năm 1950 là chỉ 2 triệu tấn nhựa. Trong 65 năm đó, 6 tỷ tấn nhựa đã quay về môi trường, đi vào lòng biển hoặc được thu gom tại những bãi rác có quy mô lớn. Đó là theo một nghiên cứu vào năm 2017. Bắt đầu từ việc sản xuất những chai lọ nhựa, túi ni lông hay những bao nhựa, nhựa do con người tạo ra dần thoái hóa theo thời gian để tạo thành những hạt nhựa nhỏ li ti cỡ micromet hay nanomet. Một cuộc nghiên cứu ước tính trên bề mặt biển hiện tại có khoảng 15 đến 51.000 tỷ hạt vi nhựa. Việc con người tự dung nạp hạt vi nhựa mà họ thải ra môi trường vào cơ thể, qua thức ăn, qua nước uống và cả không khí đã được chứng minh. Những hậu quả đối với sức khỏe thì lại chưa được nghiên cứu kỹ càng. Những hạt vi nhựa có kích thước nhỏ hơn 25 micron có thể đi vào cơ thể thông qua đường hô hấp, trong khi những hạt có kích thước nhỏ hơn 5 micron có thể lưu lại ở mô phổi của con người. Chắc chắn, chúng sẽ gây ra những hậu quả xấu cho sức khỏe, nhưng như thế nào thì chưa có nghiên cứu khoa học nào cụ thể. Trong khi đó, việc đốt những nhiên liệu hóa thạch như than cũng tạo ra những loại khí độc gây ra đau tim, hen suyễn, ảnh hưởng tới trí nhớ và IQ của trẻ em. Hầu hết các quốc gia đều có những quy chuẩn riêng về ô nhiễm không khí để giảm thiểu lượng bụi mịn có kích thước dưới 10 micron và 2,5 micron trong không khí. Quy chuẩn này chúng ta thường biết qua cái tên là bụi PM10 hay là PM2.5. Đó chỉ mới là những hạt vi nhựa lơ lửng trong không khí mà chúng ta còn chưa nói tới những hạt nhựa có kích cỡ nanomet. Một đầu kim có thể chứa 1 tỷ hạt nhựa ở kích thước này. Hạt nano có thể thẩm thấu qua tường tế bào để đi vào cơ thể của cá cùng nhiều loại sinh vật biển khác. Con người cũng vậy, các nhà khoa học đã phát hiện ra hạt nhựa nano có thể đi qua hệ tiêu hóa và đi vào cơ thể người. Mặc dù những nghiên cứu về tác động của hạt nhựa đối với sức khỏe con người sẽ còn cần phải triển khai thêm, nhưng có một điều đã rất rõ ràng, việc sử dụng bao bì và các chế phẩm từ nhựa cần được giảm bớt ngay lập tức. Ha ha ha,